thứ khiến chúng ta muốn tống cổ nó đi càng nhanh càng tốt. Có người thì đổ mồ hôi trên sân tập, có người lại đổ tiền vào những trung tâm thẩm mỹ, có người lại chỉ dung nạp thức ăn theo một cách cực kỳ khoa học mà vẫn giảm được cân. Vậy đâu là những phương pháp giảm cân mà đến cô nàng lười cách mấy cũng giảm xương xương vài ký trong thời gian ngắn? Hãy cùng Blog New khám phá ngay nha! 1. Cách giảm mỡ bụng nhanh chóng bằng chanh và mật ong. Mặc dù mật ong có chứa đường, nhưng đường ở đây là đường tự nhiên, được lấy từ phấn hoa nên không gây béo mà còn có thể cung cấp năng lượng cho cơ thể và bạn hoàn toàn có thể giảm mỡ bụng bằng mật ong. Có thể kết hợp mật ong với chanh uống vào sáng sớm hoặc là sau các bữa ăn để có thể tiêu hóa tốt hơn và loại bỏ mỡ bụng tại nhà một cách hiệu quả. Thực hiện phương pháp giảm mỡ bụng bằng chanh và mật ong như sau. Vắt nước từ 1/4 quả chanh và một muỗng mật ong cùng với một cốc nước ấm và uống trước bữa ăn sáng. Bữa tối thì pha một cốc nước mật ong và chanh trước khi đi ngủ khoảng 30 phút sẽ giúp thúc đẩy nhanh quá trình giảm mỡ bụng cho các nàng lười đấy. Lưu ý đối với những người có bệnh về dạ dày thì chỉ nên uống mật ong và chanh sau khi ăn bữa sáng. Hoặc đơn giản hơn, bạn có thể thực hiện cách giảm mỡ bụng bằng một ly mật ong ấm vào buổi tối ngay sau khi ăn no. 2. Cách giảm mỡ bụng bằng chanh hiệu quả tại nhà. Chanh giàu axit nên có tác dụng làm tan tiêu mỡ bụng sau sinh cực kỳ hiệu quả cho việc chăm sóc của mẹ sau sinh. 2 ngày trước khi thực hiện kế hoạch giảm mỡ bụng bằng chanh thì bạn nên uống các loại nước ép trái cây như là xoài, táo, bưởi và uống nước luộc rau. 1 ngày trước khi thực hiện chiến dịch giảm mỡ bụng bằng chanh thì chỉ nên uống nước chè tươi và nước lọc. Có vắt thêm chút chanh, bạn chú ý không vắt thêm đường nha, vì mình thấy nhiều bạn do khó uống mà hay cho đường vào, như thế sẽ phản tác dụng đó. Và lúc bắt đầu giảm mỡ bằng chanh thì bạn nên nốt lại ngày bắt đầu thực hiện kế hoạch 10 ngày giảm mỡ bụng hiệu quả bằng chanh này nha. Tuy nhiên bạn cũng nên lưu ý rằng cách giảm mỡ bụng nhanh chóng bằng chanh này thì có thể gây ra một số triệu chứng như là đau đầu, táo bón, chóng mặt, đau dạ dày, có thể bị ngất xỉu nếu sức khỏe không tốt. Do đó nếu bạn cảm thấy mình không đủ sức khỏe để thực hiện chiến dịch giảm mỡ bụng nhanh nhất này thì tốt nhất bạn hãy dừng lại và chọn chế độ ăn uống bình thường nha. 3. Cách làm giảm mỡ bụng hiệu quả bằng rượu gừng. Khi ngâm cùng rượu, tác dụng của gừng còn phát huy mạnh mẽ hơn. Với rượu gừng thì bạn chỉ cần xoa trực tiếp lên vùng cần giảm béo như là bụng, đùi, cánh tay và massage nhẹ nhàng khoảng 15 phút để đẩy nhanh quá trình đốt cháy mỡ thừa. Kiên trì sử dụng rượu gừng khoảng 1 tháng sẽ giúp bạn nhanh chóng đạt được mục tiêu. Cách làm rượu gừng giảm mỡ bụng rất đơn giản như sau. Nguyên liệu cần chuẩn bị: 1kg gừng tươi, 1 lít rượu trắng. Cách làm: gừng gọt vỏ, giã nhuyễn, ngâm với rượu trắng theo tỷ lệ 1:1. Sau 1 tháng là có thể dùng được. Cách sử dụng: lấy hỗn hợp này đắp bụng và massage hàng ngày. Rượu sẽ như chất dẫn tinh dầu, gừng thấm vào vùng mỡ dưới da sẽ làm tăng phân hủy mỡ nơi này. Nếu muốn nhanh hơn thì bạn giã gừng tươi, chất lấy nước cốt rồi xoa trực tiếp lên vùng cần giảm béo trước khi tắm. Đeo găng tay ni lông và massage khoảng 15-20 phút thì lấy khăn ướt lau sạch. Làm 2-3 lần trong 1 tuần để giảm béo mỡ bụng bằng rượu gừng hiệu quả nhất. 4 là cách giảm mỡ bụng bằng thực đơn yến mạch. Yến mạch là cái tên khá phổ biến trong làng thực phẩm có lợi cho sức khỏe. Đây là một loại ngũ cốc được trồng nhiều ở vùng ôn đới như là Mỹ, Canada, Ba Lan, Nga, Đức. Ở Việt Nam thì hầu hết yến mạch là hàng nhập khẩu. Đây là loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng tốt cho sức khỏe, đang ngày càng được ưa chuộng. Giảm cân bằng cháo yến mạch trong gang tấc. Nếu mong muốn giảm cân nhanh thì bạn có thể tham khảo thực đơn cách dùng yến mạch giảm cân như sau. Bữa sáng, cháo yến mạch với trứng gà luộc, ăn nhẹ, trái cây, nước ép ít đường. Bữa trưa, cháo yến mạch kết hợp với trứng luộc hoặc là salad, ăn nhẹ, trái cây, nước lọc. Bữa tối, cháo yến mạch với trái cây như là lê, táo, uống nước sau 30 phút. Như vậy, cứ theo lịch ăn ngày 3 bữa như trên, ăn cháo yến mạch giảm cân là một món ăn không thể thiếu trong thực đơn của bạn. Ngoài ra, trong khi giảm cân bằng yến mạch thì có thể kết hợp một số loại như là trái cây và sinh tố, dễ làm nhất nhưng lại giúp giảm cân để bữa ăn không bị nhàm chán. Bạn cũng có thể ăn kèm với rau luộc nhưng nói không với các gia vị nha. Cứ như vậy, bạn sẽ có thể giảm từ 3-5kg ngay trong 1 tuần, tùy thuộc vào mỗi người. Để quá trình giảm cân diễn ra nhanh hơn nữa thì bạn cũng nên vận động và tập luyện đúng cách. Điều này sẽ giúp mồ hôi toát ra, góp phần thúc đẩy việc giảm cân nhanh chóng. 5. Thực đơn với trứng giúp giảm cân nhanh chóng. Trứng vốn là loại thực phẩm giàu dinh dưỡng, chỉ riêng lượng protein ẩn chứa trong trứng đã có khả năng ức chế cơn đói, từ đó giúp cơ thể luôn cảm thấy no nê và khỏe mạnh sau khi ăn.
Cụ thể, thành phần dinh dưỡng của 100g trứng bao gồm calo 155 kcal, chất béo 11g, protein, cholesterol 373 mg, kali 126 mg, sắt, canxi và các loại vitamin như là A, B, D. Giảm cân bằng trứng luộc như sau. Một cách đơn giản nhất để ăn trứng giảm cân, tăng trí tuệ, đó chính là ăn trứng luộc mỗi ngày. Chỉ với một quả trứng luộc và một cốc sữa là bạn có thể thay thế hoàn toàn bữa sáng. Mỗi ngày lặp đi lặp lại như vậy là giảm được kha khá năng lượng nạp vào cơ thể rồi. Giảm cân bằng trứng và cam. Ăn kiêng với cam và trứng chính là công thức low carb, tinh giảm tối đa lượng carbon hydrate nạp vào cơ thể. Tức là với cách làm này, một ngày bạn có thể ép tới 0,5kg hoặc thậm chí là 1kg. Tuy nhiên không nên áp dụng quá thường xuyên, sẽ gây ảnh hưởng đến thể trạng. Thực đơn giảm cân với trứng và cam dễ thấy nhất. Bữa sáng, một quả cam với 2 lát bánh mì hoặc là bánh quy cộng với sữa không đường. Bữa trưa, 1-2 quả trứng luộc với nước ép cam. Bữa tối, salad hoa quả kết hợp với củ quả luộc. Giảm cân bằng trứng và rau luộc. Ăn kiêng với rau củ quả luộc và trứng chính là công thức giảm cân nhanh do giảm tối đa lượng carbon hydrate nạp vào cơ thể. Tuy nhiên không nên áp dụng quá thường xuyên, dễ gây ảnh hưởng đến thể trạng. Cách thực hiện: một chén cơm gạo lứt kết hợp với 2 quả trứng, có thể ăn trứng luộc hoặc là trứng ốp la ít dầu mỡ, một đĩa rau luộc, có thể ăn thêm trái cây, sữa chua hoặc là sữa tươi để cân bằng dinh dưỡng nha. 6. Cách giảm béo bụng nhanh chóng bằng những bài tập thể dục đơn giản. Chân trái các bạn gác lên gối phải, tay sau gáy. Rồi nhịp một các bạn nè, nâng chân lên khỏi mặt sàn, hóp chặt bụng lại, thở ra, nhịp 2 về, hít sâu, điệp, 1, 2, lên thở ra nha. Cuối cùng, các bạn sẽ nâng gáy lên, mình sẽ siết chặt cơ liên sườn lần nữa, co chân trái, thẳng chân phải, vòng qua trái, nhịp 1, đổi bên, nhịp 2, các bạn làm chậm thôi, không cần làm nhanh nè, thở, hít, thở, hít, 3, 2, điểm, 4, 2 vòng sâu, 5. Động tác cuối cùng kết là các bạn sẽ co hai gối lên, đặt gót, hai tay nắm cổ chân và đẩy lưng lên, đẩy hông lên. Cái phần này để thư giãn cái phần lưng các bạn, phần vai gáy lên 1, hạ về lên, hóc chặt bụng lại, đẩy cao hết cỡ lên. Tiếp, 3, điểm, 4, hóc chặt bụng. 5, giữ lại. Rồi các bạn ép hai gối, ép sát mặt đất. Rồi cùng lên. Rồi thẳng chân ra, lên giãn người ra. Thở. Hít sâu. Thở. Xoay. Bài bụng đã kết thúc. Mong là các bạn tập thành công và đạt hiệu quả như là mình đã hiệu quả đối với mình ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Những sai lầm khi giảm mỡ bụng 80% mà các chị em mắc phải. Thứ nhất, ăn kiêng quá khắt khe. Một chế độ ăn kiêng quá mức khắt khe cũng như đột ngột thì chắc chắn sẽ không hiệu quả bằng cách kết hợp khoa học để bạn giảm mỡ bụng cấp tốc nhanh chóng. Nếu bạn muốn giảm cân nhanh mà vẫn đảm bảo đủ sức khỏe cho bản thân mình thì bạn hãy từ từ từng chút một áp dụng những phương pháp giảm cân để cơ thể thích nghi từ từ nha. Vẫn đảm bảo bổ sung nhiều khoáng chất cần thiết như những thực phẩm giàu protein, chất xơ cũng như các vitamin và khoáng chất quan trọng. Thứ hai, thay đổi chế độ ăn đột ngột. Áp dụng chế độ ăn kiêng quá đột ngột có thể giúp giảm mỡ bụng nhanh và cấp tốc nhưng không lâu dài. Vì cơ thể hấp thụ quá ít calo, tự động quá trình trao đổi chất sẽ chậm lại và khiến cho việc giảm mỡ bụng tự nhiên cũng như giảm cân khó khăn hơn. Do đó, phải áp dụng chế độ ăn kiêng từ từ để bạn giảm mỡ bụng, giảm cân. Thực hiện chế độ ăn kiêng từ từ để giảm mỡ bụng. Áp dụng sai các bài tập giảm mỡ bụng. Một số người muốn giảm mỡ bụng thường vào phòng tập gym chỉ chú trọng đến tập bụng. Cách này không giúp giảm mỡ bụng hiệu quả. Bạn nên tập xen kẽ các bài tập khác ở vùng eo lưng và những phần mỡ tích tụ. Hy vọng qua những thực đơn ăn kiêng giảm mỡ bụng và những lưu ý để quá trình giảm mỡ bụng cho nàng lười được nhanh chóng phát huy tác dụng nha. Các bạn thấy video hôm nay của Blog New như thế nào? Có thể để lại bình luận bên dưới chia sẻ cảm nhận của mình nha. Các bạn cũng có thể xem thêm những video liên quan, chỉ cần chọn video ở bên tay trái hoặc bên tay phải màn hình nha. Còn bây giờ thì đừng quên nhấn like, share và nhấn theo dõi kênh để nhận được thêm nhiều video mới nhất về kinh nghiệm làm đẹp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau.